Dự án xây dựng chợ Sơn Đồng, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội được hoàn thành từ cuối năm 2021 với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Thế nhưng, từ đó đến nay, chợ vẫn đang bị bỏ không, nhanh chóng xuống cấp dù không được sử dụng, gây lãng phí. Em thấy chợ xây xong mà bỏ không rất là thấy là lãng phí. Đề nghị kiểu các ban ngành ở xã rồi đề bạt lên trên huyện hay thành phố gì ạ cho được họp chợ ạ. Chợ bỏ không lãng phí lắm ạ. Chúng tôi vào trong chợ ấy thì chúng tôi sẽ ngồi đâu, chúng tôi sẽ tu sửa đến đấy. Ví dụ như cái gì chưa hợp lý đấy thì chúng tôi sẽ làm lại và tôn tạo cho cái chợ cho nó đỡ lãng phí thật. Trong khi chợ bỏ không thì đoạn đường hàng trăm mét ngay trước cửa trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng lại thành nơi buôn bán của nhiều người dân với nhiều loại hàng hóa, thực phẩm gây mất mỹ quan. Đặc biệt, việc bày bán hàng hóa khiến lòng đường bị thu hẹp, cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Xã người ta chưa xếp thì chưa vào thôi. Nhiều lúc nó cũng bất tiện, đi xe cộ các thứ nó cũng bất tiện chẳng hạn như thế. Lòng đường nó chật hẹp thì nó cũng bất tiện. Tôi thấy là nó cản trở giao thông nhiều. Ví dụ như đường người ta buổi sáng ngày ra thì chật ních người ngồi bán hàng, người đi mua nó. Mấy hôm nọ tôi ngồi chợ ngã tư, thế là đi ra chở cái xe hàng nó lao ra đâm vào ô tô. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Sơn Đồng, nguyên nhân chưa để người dân vào chợ Sơn Đồng buôn bán là do chợ chưa được phân hạng. Chính quyền địa phương đã có kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền để sớm đưa chợ vào sử dụng. Chúng tôi cũng đã làm tờ trình từ năm 2022 đến nay thì cũng chưa được cấp có thẩm quyền để phân hạng chợ để đưa dân vào sử dụng. Chúng tôi cũng lại tiếp tục làm tờ trình báo cáo huyện là đề nghị cho họp tạm chợ chiều. Đấy, chúng tôi cũng đã xây dựng phương án quy chế của chợ, dự kiến vào họp chợ. Đấy, thì chúng tôi cũng đã dự kiến là đến từ giờ đến 15 tháng 11 là chúng tôi là cho vào họp chợ tạm. Để đảm bảo an toàn cho người dân, đảm bảo mỹ quan đô thị và tránh lãng phí, thiết nghĩ việc đưa chợ Sơn Đồng vào hoạt động cần được các cơ quan chức năng ưu tiên giải quyết ngay lúc này.